Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một nhóm 3 nghi phạm để điều tra về hành vi lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều người. Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ 3 nghi phạm gồm Lê Văn Sơn, 21 tuổi, Trương Đặng Thành Trung, 20 tuổi và Đặng Văn Nghĩa, 21 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bước đầu các nghi phạm khai nhận đã lập ra các Facebook Zalo ảo, mạo danh là người của công ty sổ số kiến thiết miền Bắc để bán cho người chơi kết quả sổ số trong ngày. Khi người chơi đồng ý mua số, các nghi phạm yêu cầu chuyển trước 50% số tiền, số tiền còn lại sẽ nhận sau khi có kết quả chính thức. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì các nghi phạm chặn liên lạc với người chơi, tổng số tiền các nghi phạm chiếm đoạt của các nạn nhân ước tính là 1,23 tỷ đồng.